Quý khách hàng đang tìm nhà đường to, ngõ rộng, hai xe ô tô tránh mà ô tô đỗ cửa, đồng thời diện tích rộng, diện tích 50-60 m², thiết kế và xây dựng rất là rộng, rất là thoáng, hướng nhà đông nam thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà sắp tới trong đây. Ngọc Ánh quay và gửi review cho quý vị. Với căn nhà diện tích từ 50 đến 60 mét, thiết kế và xây dựng là 3 tầng, vô cùng thoáng, có sân cổng riêng để xe thoải mái như thế này. Đó, đường trước nhà, ngõ thông, ô tô đi qua, cách với lại trục chính. Kia là trục chính, đây là trục ở trong ngõ, mặt ngõ rất to, hai xe tránh. Vị trí thuộc Đại Thành Quốc Oai, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần Đại học Phenica, thuận tiện giao thông đi lại cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm ở Quốc Oai, quý vị đi làm theo trục đường Đại lộ Thăng Long. Và mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Hiện tại Ngọc Ánh đang quay là có diện tích 60 m², với phần mặt tiền hơn 4 m, thiết kế cực kỳ là hợp lý. Và khu vực đây là để xe riêng mọi người nha. Với cái phần để xe này thì chủ nhà đã lợp mái tôn, đồng thời làm một cái cửa riêng như thế này, thực tế cho quý vị. Đây. Sắt sơn tĩnh điện là phần cửa ngoài. Đây là ô để xe riêng. Và đây là không gian để đi vào căn phòng chính của ngôi nhà tầng 1. Thiết kế cho quý vị công năng siêu siêu rộng. Tầng 1 ngoài khu vực để xe kia thì ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị làm phòng khách cũng được, mà không thì quý vị nếu như mà hộ gia đình ở nhiều thì để xe cũng được. Bởi vì thực tế với cái thiết kế hiện tại của ngôi nhà thì chủ nhà đang để phòng khách ở trên phía tầng 2. Đó. Còn ở đây là phần tầng 1 có sao thì bên nhà tốt review cho quý vị là như vậy. Diện tích 60 m, hướng nhà là hướng đông nam. Căn nhà xây mới hoàn toàn thoáng trước, thoáng sau. Theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Giá bán hơn 2 tỷ. Cụ thể giá bán em sẽ để ở dưới phần miêu tả. Tất cả các căn nhà đều sổ sách chuẩn chỉnh, pháp lý rõ ràng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị có nhu cầu. Có rất nhiều khách hàng tại thời điểm hiện tại lúc nào cũng mong muốn tìm cho mình một ngôi nhà đường to, ngõ rộng, diện tích rộng, thoáng và được thiết kế 4 phòng ngủ trở lên. Thì cái ngôi nhà này đáp ứng đúng với cái tiêu chí đó cho quý vị. Và với cái vị trí nghe ở Đại Thành Quốc Oai thì nó rất là xa. Tuy nhiên với cái huyện Quốc Oai là một trong những huyện quỹ đất còn rất là nhiều và cái phần địa lý của nó thì rất là rộng. Và về cái phần vị trí này thì nó giáp với địa phận Yên Nghĩa, Hà Đông, giáp với địa phận Đông La, Hoài Đức. Tính từ vị trí như quý vị, nếu như một số quý vị đã biết tổ 14, 15, 16 Yên Nghĩa thì cái vị trí này nó chỉ tương đương với cái vị trí đó để đi ra tới khu đô thị Đô Nghĩa cũng như là đi ra tới trường Đại học Phenica thôi. Quay trở lại tiếp theo với phần video này. Đây là toàn bộ không gian phòng bếp của ngôi nhà. Chủ nhà thiết kế cho quý vị hoàn toàn bếp là tủ gỗ MDF chống cong vênh với hai màu tông trắng và tông ghi. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì là ốp, ở đây là ốp gạch. Chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp lắp đặt hoàn toàn xong hết. Rồi là trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong xuôi. Gạch lát nền kích thước gạch 60 60 vân đá và ở phần mặt sau đây. Với phần mặt sau của ngôi nhà, đây quý vị có thể nhìn thấy một khoảng lưu thông vô cùng là thoáng và một phòng vệ sinh sử dụng ở phần mặt sau. Đấy. Rất là hợp lý, nhỏ nhắn, xinh xắn, tương đối. Đây là phần không gian mặt sau. Có cả một chỗ rửa này. Đây, cửa mặt sau đây. Tất cả các cửa đều thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nhé. Đứng từ phần không gian phòng bếp mà đi ra cửa chính, đi ra phần ở ngoài cửa để xe ô tô, để xe kia thì rất là rộng và thoáng. Toàn bộ hệ thống tay vịn, cổ trụ cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà. Đây quý vị có thể nhìn thực tế luôn là thiết kế toàn bộ là gỗ, ngăn cách phần cầu thang, cửa chính có một vách CNC gỗ luôn. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và Ngọc Anh đã chia sẻ với quý vị ngay từ ban đầu video, phía tầng 2 của ngôi nhà chủ đề thiết kế cho quý vị ở đây là phòng khách gác lửng, thoáng, rộng, một không gian riêng, không liên quan gì đến tầng 1 cả. Với phần không gian phòng khách cũng có đầy đủ cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, đầu chờ lắp quạt trần, cũng như là phần ngăn cách giữa phần cầu thang ở đây, thì chủ nhà lắp cho mình một vách gỗ. Hướng nhà đông nam tương đối là rộng,
thoáng, mát. Rất nhiều quý khách hàng quan tâm và tìm hướng nhà đông nam. Đó. Cho nên là nếu như quý vị nào mà đang có nhu cầu đường to, rộng, nhà diện tích rộng, thiết kế thoáng như thế này thì đừng bỏ lỡ mà hãy liên hệ ngay với lại nhà tốt Ngọc Ánh để được tư vấn tốt nhất. Giật cấp 2 bậc là lên trên phía phòng ngủ tiếp theo ở phần tầng 2. Đây mọi người ạ. Thoáng, rộng, vô cùng luôn. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Đầy đủ phần cửa sổ thiết kế cho quý vị. Hai lớp cửa bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Rồi là phần phòng ngủ thiết kế màu gạch riêng, vân đá, giả gỗ. Đây, vuông vắn, diện tích rộng cho nên thiết kế phòng ngủ cũng rộng. Vuông vắn, tất cả các đầu chờ, dây chờ, ống chờ, bình nóng lạnh đều được chủ nhà thiết kế cho quý vị đầy đủ, chỉn chu. Phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2. Đây, đầy đủ bồn cầu, sen tắm, gạch ốp lên trên tới 2/3 trần, đầu chờ bình nóng lạnh đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Đây là em đã review lên phía tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân của anh lên khám phá tầng tiếp theo. Với ngôi nhà 3 tầng rưỡi, thiết kế rất là đầy đủ, công năng sử dụng hài hòa hợp lý. Tầng 3 thiết kế cho quý vị 2 phòng ngủ trước và sau. Tất cả các phòng đều có cửa sổ, đều có ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, thoáng trước, thoáng sau. Bởi vì phần sau ở dưới tầng 1 em đã chia sẻ rồi, nó có khoảng lưu không, cho nên trên phía tầng 2, tầng 3 và tầng 4 đều rất là thoáng. Mặt sau, đây, cửa thông phòng, tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là phần phòng ngủ tầng 3 hướng ra phần mặt ngõ. Lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng riêng. Xung quanh vị trí này đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học, cấp 1, cấp 2. Đi lại thuận tiện. Cách với lại cụ thể nếu như tính từ vị trí này mà ra tới trường đại học Phenica, nó khoảng tầm 4,5 km nha mọi người. Cách với cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương thì nó rơi khoảng tầm 3,5 km. Nói chung là rất thuận tiện, đi lại. Cơ bản là giá thành rẻ, diện tích rộng, vị trí hợp lý. Quan trọng là giá thành thôi. Còn nếu như mà quý vị nào mong muốn mà đường to, ngõ rộng, gần trung tâm thì tất nhiên cái giá nó phải cao hơn rất là nhiều so với mặt bằng chung. Đây, phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3. Phòng nào cũng đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và ngoài đang bước chân lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà. Trên đây thiết kế cho quý vị một phòng riêng. Quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Có sao thì bên nhà tốt luôn luôn quay review chuẩn chỉnh cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng cuối cùng để quý vị có thể xem cái ngôi nhà thiết kế nó có phù hợp với mọi người hay không. Cái công năng, rồi cái diện tích, cái thiết kế, phần còn lại sân phơi rất là rộng, rất là thoáng. Đây mọi người có thể ngắm nhìn thực tế xung quanh, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Đấy, đây là phần ở bên trên, không gần đình chùa miếu mạo gì cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Cũng không gần nghĩa trang luôn nha mọi người. Nói chung là có sao em sẽ quay như thế, tránh mất thời gian của quý khách hàng trước khi đi xem. Cho nên mọi người cứ liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hóa 0888041414 để được tư vấn cụ thể về tầm tài chính, cụ thể về vị trí trước khi quý vị đi xem nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.